Fran. Cảm ơn. Cái wine bun hơn là cái bánh mì này, mì này hơi cứng hơn một chút. Còn miếng hơi cứng còn. Dạ. Yeah. Thịt nó tươi cho nên nó còn giòn. Rồi thì và bây giờ để coi mình được cái gì đây và bây giờ mình sẽ đi theo. Hey, quý vị đang theo dõi chương trình Fast Forward to Thành Công và khán giả hôm nay Khang có một điều chưa bao giờ Khang được trải nghiệm nhưng mà nó ở gần thành phố của mình, Little Sài Gòn của mình rất là nhiều, đang là trong thành phố Fan Valley và hôm nay Khang sẽ cho cùng khán giả được tìm hiểu thêm về Lobster Fest. Lobster Fest là hội chợ tôm hùm, đúng không? Hồi xưa Khang nhớ cái Lobster Fest này là nằm ở tại Long Beach nhưng mà trong 2 năm vừa qua thì Khang biết nó đã trở lại đến khu vực Little Sài Gòn của mình. Nó chỉ mở từ một tuần weekend này thôi, đó là tháng 9, ngày 6 đến ngày 8. Cho nên người nào mà có cơ hội ghé qua thì xin ghé qua nha. Khang nghĩ cái video này cũng có thể là sau khi mình được xem nó cũng hơi trễ, nhưng mà năm tới mình trải nghiệm nha mọi người. Ok. Yeah, this is where we do thing on. Come on. Oh, you have to scan that at the table. Oh, okay. Everybody can wait over here. All right, let's go. Ok, và bây giờ mình đã bước vô nè mọi người. Và bây giờ mình sẽ tìm hiểu thêm Lobster Fest ở đây nó sẽ ra sao. Thì theo Khang là lần đầu tiên Khang đi Lobster Fest mà hiện giờ nó có tại Fan Valley. Ok mọi người, let's go. Have some food for the kids. I don't know. Ok, và trước khi mình ăn tôm hùm thì mình sẽ tìm hiểu thêm Lobster Fest sẽ có cái gì. Let's go mọi người, nàng đi. The Original Lobster Festival hay được gọi là lễ hội tôm hùm gốc trở lại trong năm thứ 28 với việc cung cấp tôm hùm men tươi sống được chế biến đến độ hoàn hảo khiến bạn phải thèm thuồng trong nồi nấu lớn nhất cả thế giới nè mọi người. Bạn có thể nhảy múa để tiêu hao calorie cùng với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng suốt cả ngày trên sàn nhảy, thưởng thức các món ăn ngon tại khu ẩm thực và thư giãn tại khu VIP lounge. Và đặc biệt một lần nữa nàng, mình được ăn tôm hùm rất là tươi nàng, tươi sống đến chín chỉ trong một vài phút nha mọi người. Xin khán giả cùng hành trình với Khang và gia đình nàng, mình sẽ tìm hiểu thêm về The Original SoCal Lobster Fest. Và dĩ nhiên ở đây là những cái tiệm ăn là sẽ nằm một hướng, những cái tiệm bán đồ nằm một bên nè mọi người. Chỗ đây là chỗ mà những cái tiệm ăn nè. Bây giờ mình bước vào tiệm ăn, tại vì chỗ này là hội hội chợ tôm hùm thì mình phải tìm tôm hùm đúng không? Đi, let's go. Okay, I'll go get a lobster. Tiệm này sẽ có cái gọi là Jerky Lobster. Dĩ nhiên cái này là Lobster Fest cho nên hầu hết là đồ ăn là phải có tôm hùm trong đó ăn. Nhưng mà ở đây là đặc biệt tôm hùm loại gì nè khán giả, và bây giờ khán giả được xem nè. Khác biệt giữa tôm hùm mà Khang hay đi bắt và tôm hùm tiệm ở đây. Chắc hồi nãy giờ thì mình nói về tôm hùm men và những cái con tôm hùm mà thường thường Khang hay đi bắt và trượt chiếu trên cái channel của Khang. Nó khác biệt ra sao? Thì hôm nay mình sẽ tìm hiểu một chút nè mọi người. Tôm hùm men hay được gọi là Homarus americanus, còn gọi là tôm hùm Mỹ. Hình dạng của con tôm hùm men có lớp vỏ cứng màu nâu xanh đậm với những chiếc càng lớn đặc trưng. Hai chiếc càng không đều nhau, một cái lớn hơn dùng để nghiền nát, còn cái nhỏ hơn thì dùng để cắt.
Còn môi trường sống của con tôm hùm men thì chúng nó sống ở vùng nước lạnh của Đại Tây Dương Bắc, đặc biệt là dọc theo bờ biển Đông Bắc của Bắc Mỹ. Còn khi mình nói về cái tôm hùm gai hay là họ hàng Polynoridae, còn gọi là tôm hùm đá, tôm hùm ở một số khu vực. Hình dạng thì con tôm hùm gai có lớp vỏ gồ ghề với các râu dài và gai, không có các chiếc càng lớn hơn như tôm hùm men. Cơ thể của chúng thì hình ống và ít phân khúc hơn so với tôm hùm men. Môi trường sống, tôm hùm gai thường sống ở vùng nước ấm, bao gồm vùng Caribbean, Đại Trung Hải và Đại Tây Dương, Thái Bình Dương. Trong khi tôm hùm gai thì được đánh giá cao vì hương vị nhẹ nhàng của nó và sống ở vùng nước ấm. When are we gonna get our chair? David, just leave the stroller out here. Và không được đem stroller ra nè. Bây giờ mình được đi VIP access tại vì mình có chiếc stroller. Oh wow. Thank you. Sáu tấm hộp nang Khang sẽ quay ở đây đó mọi người. Và Khang bây giờ một tay cầm nước uống và một tay sẽ quay nang hộp. VIP access tại vì mình có chiếc stroller. Oh wow. Thank you. Và đây cách họ nấu tôm hùm nang Khang sẽ quay ở đây đó mọi người. Và Khang bây giờ một tay cầm nước uống và một tay sẽ quay tôm hùm. Tôm hùm nang rất là ồn đó mọi người, tại vì nhạc nó rất là lớn nè. Main lobster sẽ được bỏ vào thùng boiling và đặc biệt là có một cái máy phải crank nó up nha mọi người. Không biết mọi người nghe sao nhưng mà đây rất là ồn ào nang, nhưng mà mình đã được coi cái cách mà họ chuẩn bị tôm hùm, họ luộc tôm hùm. Không phải là như là mình luộc ở nhà không, và sau đó mình lên mình lấy tôm hùm nè mọi người. Và bây giờ mình sẽ xem nè. Cũng có mấy chục con tôm hùm nè mọi người, nghĩ cũng cỡ bình thường.
thường Khang nghĩ một cái thùng này Khang nghĩ cũng khoảng có 100 củ tôm hùm bình thường. Mình không biết là họ luộc bằng cái gì thôi, là nước hay là bỏ một chút muối hay là thêm sả nó đi ha. Đó thì mình không có biết. Bên đây sẽ có burger cho mọi người. Bánh mì. Có dưa hấu, dưa hấu. Ok. Be the judge of it. Hình như nó bỏ chanh nữa. Squeeze the lemon in there. Use me lemon, no, nó luộc bằng lá chanh nữa. You want to try with butter? Okay. Mình không phải là người ăn tôm hùm chuyên nghiệp của Main Lobster, nhưng mà mình ăn chuyên nghiệp về tôm hùm Spiny Lobster, là tôm hùm California đó mọi người. Nhưng mà tôm hùm này nó rất là ngon, là tại vì nó còn tươi, nó ngọt, nó juicy. Butter rất là ngon nè. I think with the butter is good. So that's different compared to the lobster over here. Try the head. The spiny lobster. Tamale from the head. You can boil over there too. Và hôm nay các người từ Đông nước Đan Mạch rất là thích ăn tôm hùm nha mọi người. You eat lobster over there a lot, David? No, I don't have lobster over there. No, không có tôm hùm hả? No, you have to get it from Norway. Oh, from Norway? Oh yeah, they have like king crab from Norway, but
I'm gonna take cross, you vampire. I mean, do you want to eat this? I can feed you. Lobster gut. Mm. So good. I just like the meat. Huh? I just like the meat. Yeah. Can I have more? Yeah, ngọt ha. Giờ đến mua tôm hùm nha mọi người, là mình sẽ thưởng thức thêm tôm hùm. Này thì David được sướng tôm hùm. À, bánh mì nữa ha. Did you do this with a tamale, my man? What tamale? You want it with tamale? Tamale bánh mì, yeah. Should Japan go over there and care, David? Yeah. Kêu tôm hùm này mình mới ăn chân đồ ha. Nó mắc quá nên mình phải ăn everything. Đầu ăn, chân ăn hết. 30 đồng một con nè mọi người. Có đáng không thì Trang nghĩ nói chung không biết. The price they charge for regular food cũng 25-30 đồng. I'd rather eat this. Dạ, yeah, nhưng mà mình ăn tôm hùm cũng nhiều mà giờ. Hả? Mình ăn tôm hùm nhiều. We devour it. Nói chung cái này là làm cho vui, là mọi người được trải nghiệm một cái hội chợ tôm hùm cho mọi người thôi. Nhưng mà cái nghĩ 30 đồng thì tôm hùm này nó cũng hơi nhỏ quá. Tại vì mình đi bắt tôm hùm. Nhưng mà đó là một cái vui. Được trải nghiệm, mình thấy người ta nấu tôm hùm ra sao. Nhưng mà đặc biệt tôm hùm này luộc nó rất ngon, nó tươi, nó giòn. More? Fresh. Nè nè, muốn thêm nữa hả? Wow. Usually là nó không có thích ăn đâu á, mà hôm nay thì nó hướng mình ăn. Kỳ quá, tôm hùm trả tiền nó thích ăn mà tôm hùm free nó không được ăn. Tôm hùm đi bắt nó không ăn mà tôm hùm đi mua mới ăn. Different ha? The money tastes different, thing, okay? Thing. Yeah, eat it. Ngon quá đi. Tâm hình vừa hậu. Mà mua 2 con là 60 đồng, mới được 30 đồng. Mà mỗi con tôm hùm đều là khoảng 1.5 pound. Nhưng mà Khang nghĩ là tại vì những con tôm mình nó có càng đó, cho nên Khang nghĩ 1 pound là càng rồi. Vì đó là tại sao mà tôm hùm Bini Lobster nó mắc tiền hơn, là vì nó không có càng. Nhưng mà nói chung tôm hùm mà mình trả tiền nó rất là ngon mọi người, mà tôm hùm mà tự đi bắt thì nó không có ngon bằng tôm hùm đây. Rồi vậy ăn đã hết rồi nè, đặc biệt nó có thêm mình dưa hấu nữa. How's it, David? Ngon không? Good. Số 1. Yeah. Bên Đan Mạch không có tôm hùm. No. No lobster. No lobster, cho nên cái mùa bắt tôm hùm này David sẽ đi trải nghiệm bắt tôm hùm nè mọi người, nhớ đón xem cái video đó ra. Các em học sinh thân mến, các em có sẵn sàng để nâng các kỹ năng của mình lên mức cao hơn chưa? Hãy sẵn sàng đi, bởi vì Học khu Trung học Huntington Beach đang bổ sung thêm các lớp giáo dục kỹ thuật nghề hay CTE trong niên học tới. Cho dù em thích về kỹ thuật, y tế, kinh doanh hay các ngành nghề khác, đều sẽ có lớp ưa thích cho mỗi người. Các lớp CTE được thiết kế để cho học sinh có trải nghiệm thực tế trong đời sống. Hãy tận dụng cơ hội này để phát triển các kỹ năng đáng giá, giúp các em chuẩn bị cho sự thành công. Các lớp CTE sẽ khác nhau tùy vào các trường trong học khu. Em nhớ hỏi chuyên gia hướng dẫn của mình để xem các lớp nào được dạy ở trường em. Đừng bỏ mất cơ hội này để khám phá về các đam mê và tiềm năng của mình.
cam một vị tôm hùm. David ở bên Denmark nó có chờ kiểu vậy như bên Mỹ không David? Như bên này ăn uống lúc nào cũng chờ. No, not this long. Not this long. No, not this long. Mọi người có thấy cảm giác của mình có nói chuyện với anh em họ của mình là mình cảm giác ở Mỹ khác biệt với những cái nước châu Âu là ăn uống lúc nào cũng chờ hàng như là bình thường vậy đó, đi đâu cũng chờ, nhưng mà vì chắc là đồ ngon thì người ta vẫn chờ, đúng không? Như người nào mà không muốn tới đây ăn tôm không thì cũng có những cái món ăn khác như là những cái tiệm ăn như là bán seafood, nhưng mà hầu hết là đều có tôm hùm nè mọi người, lobster roll nè, lobster fry, lobster tail, đây là những cái hàng mà gian hàng mà nhỏ nhỏ bán đồ ăn. Lobster roll. Oh, no, I mean lobster roll and lobster mac and cheese. Nhưng I forgot to tell them. I tell them not to put the Cajun on here. We'll see the kids eat it. Mà này là bao nhiêu vậy? This is $25. $25 và this cái is này. $25 or $30. $25 chứ. Coi yeah. Như là mắc lắm đó mọi người, nhưng mà vì vui thì mình sẽ đi. Nana, let's go Nana. Và bây giờ mình tiếp tục, mình đang chờ cái hàng đó mọi người, và bây giờ mình sẽ cho mọi người được vô coi cái lobster fest có gì mà họ chuẩn bị, những cái đồ, những cái con tôm hùm nào, cách nào nấu và cách nào họ soạn cho mình nè. Rồi David ăn tôm hùm nè. Là sao David? Ngon. Ngon mà ha, fresh. Tôm hùm, macaroni tôm hùm. Tôm hùm tươi nè mọi người, nó giòn hơn. Lobster roll is better, có ngon hơn spiny lobster roll không? Okay. No. Nó nhiều mayonnaise rồi. Right? Yeah. Okay, I'll eat this one now. Ngon. I think I like the other bun more. Hawaiian bun. Hawaiian bun hơn là cái bánh mì này, mình hơi cứng hơn một chút. The meat is really good though. Yeah. Thịt nó tươi cho nên nó còn giòn. Và nói chung sau khi mình được trải nghiệm đứng trong hàng rất là lâu nên được ăn những con tôm hùm, mà mình thấy cách họ đã nấu những con tôm hùm đó và cách mà họ đã bây giờ chuẩn bị cái món ăn tôm hùm cho mình, và mình tìm hiểu được nói chung tôm hùm nó rất là ngon nè mọi người, nhưng mà nó cũng có phải là rẻ, nó cũng là $30 một con. Nói chung cao không phải là nổ nè, nhưng mà mình là người đi lặn bắt tôm hùm thì mình cũng cảm thấy cái tiền đó nó hơi mắc, nhưng mà nếu mà mình chưa trải nghiệm thì Khang nghĩ mình cũng nên. Thì đứng hàng nó cũng hơi nhiều. Trong này Khang thấy còn có những trò chơi cho các bạn trẻ, nhưng mà Khang nghĩ ở đây thì hầu hết những người này tới đây là những cái món ăn, hầu hết những cái món ăn bán đây đều cái dính dớp về tôm hùm, nhưng mà đặc biệt người nào cũng là phải tới đây được mua cái con tôm hùm, một con là $30, hai con là $60 mọi người. Và cái đây là lobster fest, nhưng mà ai mà chưa có cơ hội thì tìm hiểu, Khang cũng mong được để đây mọi người một chút tìm hiểu về này, và nếu mà ai mà chưa đi được tuần này thì có thể năm tới nè mọi người. Ok, và cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình Phát Xuân Thành Công và cùng theo Khang và gia đình trong một hang lang thang, và xin các nhà đồng nghiệp thích thì cho Khang một cái lời chia sẻ nè. Bye bye. Cái này là quan trọng nè mọi người, $5 một người là thứ sáu, thứ bảy chủ nhật là lên $18 một người luôn, cho nên năm tới người nào đi thì nên đi thứ sáu nè. Ok, và đây là chỗ mua vé.